Đây là sản phẩm mà tôi đã chờ đợi suốt mấy ngày hôm nay. Đây là con Omni Victor AXS900 mà tôi đã giới thiệu đến các bác những ngày gần đây. Và hôm nay tôi lại chờ đợi và về một con như vậy. Con này thì nó đẹp hơn rất nhiều cái con S900 hôm nọ tôi đã quay. Và trước đó một con là tôi bán con X900 với giá 5 triệu và con này giá 5,5 triệu anh em nhé. Con này tôi rất chờ đợi và mong chờ nó. Nó là một con Omni chất âm cực kỳ hay. Con này có cái bốn chạy bốn cái sò giống hệt dòng Denon 940V. Như dòng Denon nó thì giá thương hiệu thì nó đắt gấp 3, gấp 4 lần con này. Mặc dù giá xuất xưởng con Omni này cao hơn cả con 940V của Denon. Nhưng chất âm nó đỉnh cao luôn. Các bác ghép với dòng loa gấu của Pioneer 180A đánh ra chất hết thuốc luôn với mẫu Omni này. Hoặc những dòng loa gấu với con Omni này khai thác được hết của loa Nhật, loa Mỹ. Và em nó còn đẹp xuất sắc luôn. Nắp tre vẫn còn, nắp tre chỗ này. Hôm nọ tôi đã bán con đầu tiên là con SX900. Con đó 225W và con này 270W, bán giá 5,5 triệu. Mới lau chùi bằng nước lã xong thôi, đăng luôn lên cho anh em xem, cho phê cùng. Đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết. Và với chất âm của con Omni này nó hay gấp 3 lần, 4 lần giá tiền của nó. Góc cạnh đẹp không tì vết luôn. Đánh AB cộng B trở kháng từ 46 ohm. Các đường vào âm thanh CD AUX các loại. 270W sản xuất tại Nhật Bản. Số series con này là 3245 S900 sản xuất tại Nhật. Tôi sẽ mở nắp ra anh em có thể chiêm ngưỡng được nội thất bên trong, xem nó phê như thế nào của Omni này. Mà tôi khen nức nở nó như vậy. Đây là nội thất bên trong, anh em có thể nhìn rõ. Bụi còn chưa thổi nhá, mới lau chùi qua bên ngoài thôi. Hai tụ lọc nguồn siêu to luôn, như hai cái cột. Còn đây là khối nguồn của nó. Bốn con sò than 2 vít Saken. Giống hệt sò của con Denon 940. Mặc dù hiện tại Denon 940 bán giá cao hơn, nhưng chất âm không có cửa so với em này. Không có cửa luôn. Tôi đã test hai sản phẩm rồi. Tôi sẽ mở lại nhạc anh em cùng cảm nhận với sản phẩm này. Đánh hai đôi loa AB cộng B hay còn gọi là 1 cộng 2. Tông nhạc anh em phải bấm vào thì mới có tác dụng của bát chép nha. Đây là lao lớt này. Nếu mà tôi mở quá to thì cái loa kia không chịu nổi, bởi vì cái loa Omni này nó đánh quá phê luôn, quá phê luôn. Và Omni này nó có mức giới hạn volume. Đây anh em có thể vặn ở đây là các khoảng âm thanh. Nó giống như dòng Technic ấy. Ở không là to nhất. Con Omni này đẹp hơn rất nhiều con S900 một lọ tôi mới đăng. Bãi zin xịn không tì vết anh em nhá. Còn chưa thổi bụi luôn. Chờ đợi mãi ngày hôm nay hàng đã về. Và cái giá trị của sản phẩm nó rẻ hơn rất nhiều giá trị âm thanh của sản phẩm này mà nó có được. Các bác lên mạng tra con Denon 940V xem giá bao nhiêu nhá. Mười mấy triệu bảng. Con này bán giá 5,5 triệu. Đánh ra chất luôn. Ra chất của loa luôn. You're my heart.
Và sản phẩm này có thể để nghe đa thể loại nhạc, từ nhạc sàn, nhạc DJ, nhạc vàng, nhạc liên khúc. Và nghe vào những đôi loa gấu, càng loa gấu càng hay. Anh em cảm nhận đôi loa này bass 32 nhé, bass 30, 35, 40, đánh được hết. Mời các bác nghe một đoạn nhạc vàng cho nó đa dạng nhé. Cho nó hai từ bái phục luôn, bái phục về chất âm luôn. Nó chỉ rẻ bằng một mẫu âm đi giá bình dân của Pioneer thôi, như chất âm thì phải gọi đó là kính nể luôn. Gồm rất nhiều đường vào âm thanh và tông nhạc thì các bác phải bấm vào, và khi bấm thì đèn sẽ sáng. Xin nhắc lại là 270W điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản, trở kháng từ 4 đến 16, đánh 2 đôi loa liền, có nghĩa là 4 chiếc loa nếu thích. Số series là 3245, sản xuất tại Nhật Bản. Với cái nội thất như thế này, nó không hay mới là điều lạ. Hai tụ lọc quá là khủng luôn. Và nguồn rất to. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ. Mẫu âm ly này nó không làm hẳn màu đen, mà nó đen, nó ám màu đồng. Ám màu đồng nên là trông cũng khá bắt mắt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là một sản phẩm ai mua được thì đúng gọi là rất hợp lý. Tôi không muốn dành từ may mắn, nhiều khi là nhiều người nếu mà không trải nghiệm âm thanh của con này lại nghĩ là bảo là có hàng thì cứ nói cho nó hay thì dễ bán. Nhưng nó thật sự là mua được nó là một sự hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Xin cảm ơn.